Hai, chào tất cả các bạn. Nay mình chia sẻ một buổi mình đi mua đồ nha các bạn. Thì nay mình đi mua cái đồ, cái cổ, cái dựa gần nhà mình, cái bên nhà mình luôn. Đi chắc khoảng 5 phút và tới nha các bạn. Thì mình mua tổng thể cũng một số món nha các bạn. Chủ yếu là mấy cái đồ điện tử lặt vặt để mình chế đồ, chứ không có gì gọi là nhiều các bạn ơi. Thì đầu tiên mình mua được là cái một cái đèn nè các bạn. Cái đèn nè, cái đèn này là cái đèn mà cho học các bạn, đèn học á. Thì đèn này là đèn học nè. Thì người ta bỏ trong cái hộp của cái chai á, thì mình thấy được rồi mình lộn luôn. Mình bật ra nó còn lên điện nè các bạn. Đây nó còn lên điện nè các bạn. Mà nó sáng lu câm mà, mình nghĩ chắc nó hư pin cái gì nên người ta mới bỏ ra nè. Còn nằm trong cái hộp luôn. Rồi sẵn trớn mình thấy mình lộn về luôn. Thì mục đích mấy đèn này mua về mình mới sửa hay mình thay pin là mới xài được nha các bạn. Chứ nó đa phần nó hư hết rồi. Giờ mình mua được một cái nguồn nè các bạn. Cái nguồn này là cái nguồn dòng điện vô là 100-240 nè. Nó đi ra DC là 8.4V nha các bạn. 8.4V 1.5A nè. Thì cái dòng điện này nè các bạn mua về mà sạc được cái pin 18650 mà hai pin nối, hai pin mắc nối tiếp các bạn. Mắc pin mạch 2W á. Thì các bạn lấy cục sạc này bạn sạc được nè. Thì sẵn trớn mình lượm về luôn. Mình thấy nó cũng tiện. Chứ mình mua được một cái dắt các bạn. Cái dắt này là cái dắt AV nè. Mà nó ra là cái cổng là cái cổng cổng của âm thanh nè các bạn. Căng điện thoại mình nè. Thì cổng này căng vô âm ly được nè. Thì mình thấy cũng còn mới quá mà không biết còn hư xài được hay không. Mình cũng không biết nữa. Mình chưa có test thử nữa. Thì sẵn mình mua về luôn. Thì bữa nào mình chia sẻ mình lấy ra mình thử coi nó còn được hay không. Đây mình mua tiếp được một cái mà một cái này là các bạn nhiều bạn hỏi mình hoài à, nói cái này là cái gì. Cái này là cái đèn năng cái đồ mà để thu cái năng lượng mặt trời nha các bạn. Theo các bạn mà ánh nắng mặt trời á nó chiếu vào đây á thì nó sẽ đưa ra cái dòng điện nha các bạn. Nhưng mà cái này mình này nghĩ cái này nhỏ xíu này nó đưa ra chắc dòng điện chắc khoảng 3V nè các bạn. Chứ không tới mà 4-5V đâu. Thì mình thấy nó nằm trong cái đèn mà cái đèn pin đó các bạn, cái đèn mà có cái đầu gị lên ghi xuống á, có cái bóng ở giữa nó có cái đèn sáng á, mà mình thấy người ta nó hư rồi nên mình không có lấy. Mình chỉ mua có một cái mình chỉ lấy có một cái miếng năng lượng mặt trời thôi để vừa mà làm cái thí nghiệm trời nắng vô thử coi nó có lên cái vô số quên không nha các bạn. Đây mình mua mình lượm được một cái loa các bạn. Cái loa này là cái loa của cái tivi nè. Thì hai cái chứ không phải một cái. Nhưng mà cái kia gách rồi. Mình thấy cái kia nó bị gách, người ta gỡ ra người ta đập á. Bị gách rồi. Rồi mình bỏ mình lấy cái lo này thôi. Đây mình làm tiếp được mấy cái nguồn nè các bạn. Mấy cái nguồn nè. Cái nguồn này là cái nguồn trong mấy cái đèn mà đội đầu á các bạn. Cái dòng điện nó là 4.2V nè 500mAh nè các bạn. Là 0.5A Made in China nha. Mấy đồ này là China mà các bạn. Đồ rẻ mà. Này nè các bạn, mình cũng mua nữa nè. Cái này mình cũng mua là cái dòng điện nó cấp vô nó cũng ra dòng điện output ra cũng 4.2 nữa các bạn, 500mAh, 0.5A các bạn. Thì mình lượm. Đây nè các bạn, mình lượm 2-3 cái luôn nè. Thì sẵn trớ mình thấy nguyên một cái bọc mà toàn cục sạc không à. Thì mình lựa đâu được 4 cục, 5 cục các bạn, được 5 cục sạc. Cục sạc này nó cũng là dòng điện nó cũng ra 42 luôn nè. Những này là những cái đèn đội đầu các bạn. Người ta bán người ta gom lại, người ta bán mua luôn. Đây này nó cũng cấp ra dòng điện là 4.2 nè các bạn. Đây 4.2V nè. 500mAh nè, 0.5A các bạn. Như đây mình lượm được cái nguồn các bạn. Cái nguồn này nó khác hẳn mấy nguồn kia nha. Cái nguồn này nó là nguồn 15V nha, 15V 2A. Không biết cái cục này mình không biết để làm cái gì nữa. Nhưng mà để là wattpad nè. Mà không biết để làm cái gì nhưng mà thấy cái dòng điện này nó ra tới 15V nè các bạn. Cái này mình chế cái đồ mình sạc đỡ đỡ cho mấy cái bình ắc quy rồi được đó các bạn. Thế vậy chứ cũng ở lúc mà khó khăn quá thì mình cũng lấy ra mình xài đỡ đỡ cũng được. Cái cây viết các bạn, thấy mình lộm luôn. Còn xài được các bạn. Này cái này các bạn mình mua được một cái mạch này nè. Cái mạch này là cái mạch lo nha các bạn, mạch lo công suất nha, mình lo công suất á, mình nó xài hai cái con phát nè các bạn,
xài cái con là TDA 2030A nè các bạn. Em mình quay sát camera cho các bạn coi nha. Đây. TDA 2030 nè các bạn. À, 2030 nè. Ở đây nó cũng có cái dặn volume nè các bạn, bát trung chép rồi nè. Mình thấy cũng rất là hay á. Nên mình mua về luôn, mình chưa có thử miếng sống chết nữa. Nhưng mà mình nghĩ mấy cái gặp lo này người ta gỡ ra cái thùng lo ra thì mình nghĩ chắc không có hư hao gì đâu. Mình mua về mình sửa một chút là mình xài được rồi. Hư cái này, hư cái nào mình sửa cái nấy thôi. Nay mình lượm tiếp được hai cái bóng đèn nha các bạn. Hai bóng đèn nè. Hai bóng đèn này là nó để công sức bao nhiêu nữa. Nhưng mà thấy bóng đèn này rất là to à các bạn. Bóng đèn này chắc mình nghĩ chắc cũng khoảng chắc cũng 3-4 chắc cũng khoảng 5 khoảng 50W đấy các bạn. Mình thấy con đây nó không để thông số, nó chỉ để là 150 đến 250W thôi. Nè các bạn, 30W đấy các bạn ơi. Bóng đèn này là 30W nè. Của Rạng Đông nè các bạn. Bóng đèn này của hiệu này cũng rất là tốt á. Để bữa nào mình review một video mình sửa bóng đèn ha. Ở đây là cũng bóng đèn Rạng Đông nè các bạn. Nhưng mà này của Samsung nha. Thì bóng đèn này nó để là 20W nha. 20W đấy các bạn. Nè, mình lượm được một cái đèn nè các bạn. Đây cái đèn này là đèn đội đầu nè, nó xài quả pin là 18650 nè các bạn. Quả pin già, pin tròn, pin hình trụ nè. Hình trụ tròn nè. Thì quả pin này mình ở nhà mình pin mình rất là nhiều, mình mua trong mấy cái pin laptop cũ á. Rất là nhiều nên mình bữa nào mình sẽ gỡ ra mình độ quả pin chế cái thay quả pin này lại để mình xài nha. Đèn với mình sử dụng mấy cục sạc 4.2V này các bạn. Cục sạc 4.2V này là để dành sạc mấy đèn pin này nè. Hai mình làm được tiếp một cái mạch nè các bạn. Cái mạch này là cái mạch trong cái đầu đĩa nha. Cái đầu đĩa cũ người ta đập ra thôi. Thì ta thấy mình quăng vô trong cái thùng á thì mình lượm luôn. Thì mình thấy các bạn mình thấy đây cái dòng điện này nó ra là 5V rồi GND là cái chân mát đấy các bạn, với ra dòng điện là 12V nè. Đây mình lượm, mình thấy mình lượm luôn. Đây mình lượm tiếp được cái một cái vô tư nữa các bạn. Router này là ở trong cái bình thuốc sâu nha các bạn. Này router này thấy vậy chứ công suất rất lớn nha các bạn. Công suất router này là 75 nha các bạn. Cái này nó bị bay cái màu mất rồi, hết thấy rồi. Xét ngay đây rồi. Từ 75 á các bạn. Cái nó rất là mạnh luôn á. Để mình thử không biết nó còn sống hay chết nữa. Nó bị gì nè các bạn. Nó còn chạy chạy nhưng mà nó nhấp nhấp không à. Mình nghĩ chắc nó hư rồi. Nè các bạn. Cứ ngắt à. Vậy là mình nghĩ nó chắc nó hư rồi. Đây nè bạn, còn cái nè. Đây các bạn, cái này còn sống nha. Cái này còn rất là tốt nè. Nhưng mà giống như chắc nó bị khô nhớt á các bạn. Hay là nước nó vô trong mấy cái mặt đạn nè. Nó kêu rồ 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 thôi. Cái này các bạn mình gỡ ra vệ sinh rồi vô nhớt rồi vô dầu lại thì nó chạy ngon rồi các bạn. Đây, cái này các bạn sẵn mình mua rồi, thấy gì có rồi mua lại luôn. Cái nhà mình giống như có một cái đam mê nha các bạn. Mình thấy cái water là mình lộm, thấy water là mình lộm mà. Hiện tại giờ ở nhà mình hàng đóng luôn, mình mua về không biết làm gì giờ nữa. Có những lúc mình lấy ra mình xài nhưng mà các bạn mình xài chỉ về 3 cái thôi chứ đâu có xài nhiều đâu. Mà mình mua hiện tại ở nhà mình chắc cả chục ký cái này, tính là tiền ký luôn chứ không có tính ca co tính gục nữa. Thì rất là nhiều luôn các bạn ơi. Nè các bạn, cái này còn sống nè các bạn. Cái này chạy còn rất im luôn nè. Động cơ này còn rất im luôn các bạn. Chạy tiếng rất im luôn á. Nè các bạn, có thông số nè. Cô tư kia nó không có, này có nè. BRS nè, 775SH nè các bạn. Dòng điện là 12V nè. Thì mấy loại này nó sản xuất năm 2011 nè các bạn. 30 tháng 11 2011 nè. Này rất là lâu, tính ra đầu tư này nó trên 10 năm rồi các bạn. Mà mình thấy nó còn hoạt động rất là tốt luôn á. Em mình làm tiếng của motor nhỏ xíu các bạn. Motor này là motor nằm ở trong cái máy đưa võng nè. Nó có cái vòng mà nó quay nó lắc luôn nè các bạn. Các bạn đây nó có cái cục mà để nó đảo nè.
giống như là nó sẽ đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại luôn nè, trục ly tâm nè các bạn. Thì tổng thể hết là mình mua là bao nhiêu đó các bạn, thì bao nhiêu đây nè, người ta để mình là 40.000 các bạn, 40 các bạn, như đây nè mình 40.000, chủ yếu là mắc mấy mua tưa nè các bạn, chứ mấy cái mạch này rất là rẻ luôn á, bóng đèn này cũng rất là rẻ luôn. Thì người ta mua 40.000, chứ thật sự ra 4 mua tưa này người ta đã lấy mình hết mẹ 30.000 ở bao tưa, bao tưa này là 30.000 các bạn. Cái này nó mắc lý do là cái này nó có đồng nữa các bạn, người ta lấy, người ta nói để về ta lấy đồng người ta bán á, đồng lúc này nó có giá trị á, nên người ta lấy đồng người ta bán. Còn những cái này ví dụ như cục sạc rồi đèn pin rồi những cái này á, nó rất là rẻ các bạn ơi, người ta bán, người ta cân ký, người ta bán có mấy ngàn ký, như bóng mũ vậy, bóng đèn này cũng vậy. Thì tổng thể hết mình mua như là 40.000 các bạn. Thì có những món đồ cũng có giá trị, những món đồ thì cũng tầm thường thôi, cũng không có gì. Thì nhưng mà đối với mình thì giống như mình thích sưu tầm vậy đó, thấy những cái đồ nào mà xài được hay gì đó mình sưu tầm lại, mình cất vô nhà mình giống như giờ hàng đóng luôn, thì mình dựa để dành đó mình xài, lúc nào xài mình lấy ra thì không có cần phải đi mua. Thì đa phần đồ nhà mình toàn là mình đi sưu tầm từ cái trong mấy cái dựa da chai á, mình lấy mình xài thôi, đồ cũ đồ mới cũng có những đồ thì mua, nhưng mà mua rất ít, chủ yếu là mình sưu tầm thôi các bạn. Thì các bạn mình thấy mà video mình chia sẻ mà hay hữu ích á, thì các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại.